Bây giờ cái dĩa gà gan này cả nhà ơi, cho tôi xin chiên rô xô lại lờ. Ồ, quá là hấp dẫn luôn. À, dừa ớt nè, ngon quá cả nhà. Son ra chơi giòn giòn mặn mặn ngọt ngọt. Xin chào cả nhà, chào các bạn ta cha hào. Thì bây giờ Hiền chuẩn bị đi ăn cơm tối cả nhà, chen chay và rau chùm với xí sư hoành xanh rồi. Hôm nay Hiền ăn tiệm Việt Nam cả nhà, chen chay và rau sư dê nạn từ leo lị. Thì cái chị tiệm này thì chị Việt Nam chỉ mở ở Đài Bắc mà chị ở quanh lị ha. Chai chư lì tha chai thải bì khởi sư rủ cò si nó cơ dẻ điệu hoành y tiên hư trộ co chơi thẹo luôn. Chị bán rất là ngon, rất là Đài Loan người ăn, người Đài Loan ăn rất là nhiều luôn, Việt Nam mình ăn rất là ít. Thái quan ta bố phân cho sư Thái quan rỉnh sư tờ bữa sư và mình gian ảnh rỉnh sư tờ. Thì mời cả nhà cùng đi ăn với Hiền nha. Xin ta chai kinh của ý sĩ sĩ sư lơ. Bây giờ là chiều tối rồi, chen chai cho sư hoảng hôn rồi, khoai hoàn xanh rồi. Thì cái con đường này là ở gần biển nha, mà người ta đi biển á, đi biển bởi vì đậu hai bên đường xe rất là đông luôn. Ở đây thì có núi nè, có sông nè, cái con đường này đi rất là đẹp cả nhà, chơi thẹo lùa hình pheo len ở sẫm bô tô sư san. Bây giờ trời gần tối rồi thì cái tiệm này ở cũng gần ở đây, thì Hiền đi ngang con đường này thì Hiền chia sẻ cho các bạn luôn ha. Chơi theo lưu sư dù san này dù hại này nó cơ phong chuyện hỉnh mẹ và nó cơ dây nắng tên nó cơ trò giao co chơi theo lưu sở gì và cơ xuân bên phai ký ta cha khan và mình thải quanh từ phong chuyện đó. Cái đường đi các bạn thấy nó quanh nó quẹo, đa số là lái xe thì nhiều, chạy xe Honda thì cũng có nhưng mà rất là ít, tại vì con đường rất là khó đi. Nếu mà mình chạy á, mình phải có lên cái dốc á cả nhà, bởi vậy đa số là xe du lịch nhiều hơn. Thì lại tiệm Việt Nam thì có hai đường đi nha cả nhà, chứ cơ suy gia nặng tên dù làng thẻo lưu khởi ở chỗ rú cò sàn khanh phong chuyện cho chỗ chơi thẻo rú cò bố sàn khanh phong chuyện cho chỗ bẻ thẻo á duyên quy liên quan na thẻo cho sư dù phẳng trừ. Thì ở đây thì cũng gần tới tiệm Việt Nam rồi cả nhà, chứ cơ ý chim khoai tao nó cơ dễ nặng tên tờ nó thì chuẩn bị tới đèn xanh đèn đỏ là quẹo là tới rồi đó. Thì mời cả nhà cùng đi ăn với Hiền. Đây là trước tiệm chai chai lì sư nó cơ tên tàu mẫn khò, ở tên tiệm là treo lũng lại hả, ở trung tiệm chứ ở tiếng Đài Loan treo lũng lại cả nhà. Ở đây thì trước tiệm đó, ở đây thì chỉ có ghi nè bán đồ, ăn bán từ mấy giờ tới mấy giờ nó cơ sửa đi tiệm tao lẻn đèn ủ tiền tao ơi sửa tiền tao là 8 giờ tối nha. Cái này là thời gian bán nha. Cái đây là cái những món ăn mà chỉ làm chỉ chụp ở ngoài nè, rất là nhiều món luôn. Ở ngoài thì chụp sao là ở trong hình bán cái hình vậy luôn đó cả nhà, rất là ngon nha. Người ta xếp hàng cả nhà, Đài Loan ăn nha. Chưa có sư chai tôi quên chai chưa lại tắm bôi sư Thái Văn Định nè, Thái Văn Định xưa. Thì bây giờ hiện vô phía trong ha. Còn ở bên đây là cái địa chỉ chữ bên sư ti sửa ti sửa ta cha cũng gọi sang lại cho lại cho lại chứ cơ sư cha dành. Cái này là bảng giá thì ở trong đây có mì, có cơm, có canh, có gỏi, có đầy đủ hết luôn. Cho nên là dù men dù hở bình sờ mó to dù cho dù cha dành nó rất là nhiều món luôn. Ở tiệm này bán đắt lắm cả nhà, cho chị đi tên sư nghi thế nào à? À, rất là nhiều món ăn luôn ha. Tàu to à. Giờ mình quay tiệm cho cả nhà xem nha. Là cái tiệm cả nhà cho cơ sư tên đi à. Tên đi men à. Nó cơ sư nghi hình nào à. Ở đây là bàn nè, bàn chỉ vậy thôi ha. Cho cơ bên sư nghi sao nào tờ thì
ở đây thì giờ người ta có cắt hết nha, chứ tôi không có hậu đâu. Xưa hình anh sẽ không có nguy hiểm gì, mỗi bàn người ta có cắt hết nha. Cái tiệm rất là đắt luôn đó nha. Ở cái trong tiệm có tấm hình phong thủy này đẹp quá cả nhà, cây cỡ hoa. Ồ, rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Này bà mình treo ở trong cái tiệm nè. Cái tiệm chị Việt Nam á. Ồ, cái tiệm cái tấm này quá là đẹp luôn á. Cái này cái tô mà cái tô miễu rô son la men. Cái này cái tô canh bò ha. Mì bò. Quá là ngon cả nhà. Để Hiền ăn thử. Ngầu chưa? Son son la la. Chuyển sợ. Cái này nó mặn mặn, chua chua, ngọt ngọt. Ồ, hấp dẫn quá. Thịt bò. Ở trên này nó còn ớt nè. Nguyên quy son son la la nè. Quá đã luôn đó nè. Là cái gì gọi đu đủ cả nhà. Cái cơ sư lão bà nhận treo tay tờ. Cái này là bà chủ bà tặng cho mình cả nhà. À, tại vì chị chủ là cái chị chủ Việt Nam, bởi chị tặng cho mình nha. Xưa lão bà nhận treo tay thì không thử cả nhà ơi. Ở trong đây chỉ có đu đủ thôi, còn vọng những em dùng nó có mua quà hoa sân mấy dầu rô mấy dầu sa dừa hồi xưa hình hồi xưa không có tôm không có thịt nhưng ăn cái nước mim á, cái nước chan rất là ngon. Thì tôi tha thẻ quay leo can hào hồi nào xưa cái con mấy dầu nó có dữ rô hồi xưa mấy dầu rô hồi xưa hình hồi xưa á. Đó, ngon quá cả người ơi. Thì cái này là cái bà chủ bà tặng cho Hiền ha. Hiền cũng cảm ơn bà chủ nha. Xe xe đâu bình nặng hả? Tặng nó hãy cho xe tiểu hợp giao tay. Cảm ơn chị chủ nha. Đây giờ cái dĩa gà ra nè cả nhà ơi. Cái cơ sư chi rô xô lại là. Ồ, quá là hấp dẫn luôn. À, dừa ớt nè. Ngon quá cả nhà. Son ra xơi. Giòn giòn, mặn mặn, ngọt ngọt. Ở dưới đây có bắp cải nha. Cái ramen đủ cao đi ta. Nhưng mà cái này phải ăn cơm. Thì cơ giáo sư Phan là cố gắng vô cái tèn tèn đó. Nếu mà ăn cơm chứ ăn không nó hơi mặn á. Ăn không hơi mặn. Vô kinh nó cơ hở phần hay sư sầm ơi thì sư đủ cầu mà nó treo nó cơ ăn phở, ăn hủ tiếu rồi ăn chung được các bạn. Chứ nếu mà các bạn ăn không giờ này nó hơi bị mặn rồi. Mặn. Ăn không là hơi bị mặn. Ngon lắm nhỉ. Thì chia sẻ cho bạn cái clip mà ở cái tiệm Việt Nam mà ở Đài Loan á, cái tiệm đụng lại thì cũng kết thúc rồi ha. Bộ phim chào chị cơ.
cái dê nặng trên cây hải quan để chia sẻ tôi là thì Hiền cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn đã xem cái clip của Hiền nhé. Ta xe xe ta cha xin thanh hoàng và sự xem tiền cả nhà làm sao ta xin chân ba ta.